Thân mến chào các em. Hôm nay thầy cho mình lại gặp nhau về chương trình bổ trợ kiến thức đại học phần xác suất thống kê. Hôm nay thầy giới thiệu các em về phần cuối của chương 1 là công thức xác suất và các biến cố ngẫu nhiên. Lần trước chúng ta đã đến công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, thì hôm nay thầy sẽ giới thiệu thêm một số những cái bài toán trong lĩnh vực này. Kỳ trước chúng ta đã làm một số thí dụ cũng phức tạp đấy, phải không? Thí dụ mà cuối một trong những thí dụ phức tạp. Thầy mong các em lĩnh hội được những thí dụ đó, thì mấy cái thí dụ sau này cũng như là những cái thí dụ và những cái bài toán mà em sẽ gặp trong lúc thi, thì mấy em sẽ vận dụng những cái kiến thức tương tự để các em giải cái phần công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Và thầy nhắc lại, đây là cái phần mà là đỉnh cao của cái chương này. Hầu hết tất cả các công thức sau này cũng ứng dụng cái phần công thức xác suất đầy đủ rất nhiều. Và những cái bài toán mà thi về phần này đó thì cũng xoay quanh cái chủ đề công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Vậy nó là đỉnh cao, nó là tổng hợp, tổng hòa của tất cả những kiến thức mà vừa có xác suất của công thức xác suất xung khắc nè, rồi độc lập nè, rồi đối lập nè, đấy, công thức nhân, công thức cộng, nói chung là đây là tổng hòa của tất cả những cái kiến thức của chương 1. Cho nên thầy nhắc lại là mấy em không nên quên cái phần này. Bây giờ chúng ta sẽ nhắc lại cái đề vừa rồi thầy nói dở, và chúng ta cùng giải nha các em nhé. Mời các em nhìn lên màn hình. Hôm đó là thầy cho một ví dụ như sau. Lấy lại ví dụ 5, tức là cái ví dụ mà về công thức xác suất có điều kiện đấy, công thức xác suất có điều kiện, thầy sẽ nói lại nhé. Lấy lại ví dụ 5, chọn ngẫu nhiên một người, biết người này là hút thuốc, tìm xác suất để người này không bị bệnh phổi. Thì cái ví dụ 5 trước đây đó thì ta đã có kết quả, các em xem lại nhé, là kết quả của cái câu đó chính là 19/31, và cái đề bài của nó chính là cái này: khảo sát 100 người, thì trong đó cái bảng, cái phần vàng này nè, các em thấy là cái tỷ lệ mà hút thuốc không bị bệnh phổi nhá, là 12%, không hút thuốc mà bị bệnh phổi là 3%, mà hút thuốc mà không bị bệnh phổi là 19%, hút thuốc không bị bệnh phổi. Còn không hút thuốc, không có bị bệnh phổi thì là 66%. Bây giờ cái đề bài này người ta nói là cái gì? Chọn ngẫu nhiên một người, biết người này là hút thuốc, tìm xác suất để người này không bị bệnh phổi. Thì ta biết ngay là cái phần trước đó, giả lại phần trước nhá, thì các em sẽ thấy là kết quả của ta là 19/31. Nhưng ở đây thầy lại muốn sử dụng lại cái công cụ công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes vào cái phần này. Mình giải theo cái tư tưởng của cái đó thì nó khác hơn, tuy nó phức tạp hơn, nhưng ta lại nhìn lại, ta thấy được cái cấu trúc của cái công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes nhé. Bây giờ ta giải lại cái này bằng cái kiểu khác nhé, bằng công thức xác suất đầy đủ như sau. Và như vậy đây là cái đề bài của ta, đây thì tóm lại đề bài đây nhé. Bây giờ ta sẽ gọi hai cái biến cố, một cái biến cố là bị bệnh phổi, tức là A là biến cố bị bệnh phổi, còn AKB đây là BB, đây là KB là không bị bệnh phổi. Thì ta đã biết hai xác suất này chính là bằng bao nhiêu rồi. B của ABB là bị bệnh phổi là 0.15 đây, tức là cộng hai cái cộng cái hàng thứ nhất lại, đúng không? Còn không bị bệnh phổi thì là ta cộng hàng thứ hai 0.85 này. Và như vậy ở đây lại gợi nhớ cho ta đây chính là xác suất đầy đủ đây cộng lại bằng 1 đây, đồng ý không? Và như vậy thầy gọi đúng ngay cái biến cố B là biến cố để người đó là hút thuốc, để người đó là hút thuốc nhé. Thì biến cố B là lấy ra một người thì người đó là hút thuốc, thì mình sẽ tìm dựa trên cái nền tảng là xác suất đầy đủ là 0.15 và 0.85 đây. Đấy. Thì đây là có hút thuốc, để người đó có thuốc với điều kiện là bị bệnh, với điều kiện là bị bệnh, với điều kiện là bị bệnh thì là 12 chia cho 15, đúng không? Có hút thuốc này và bị bệnh, và bị bệnh là 0.15 này. Đấy. Còn BB xuyệt BA KB tức là không bị bệnh, không bị bệnh là 0.85, đúng không? Bị bệnh tức là 19 trên 0.85, và sau khi tính cái công thức xác suất đầy đủ này thì nó bằng 0.31. Thế giờ ta dùng công thức Bayes nào. Bây giờ để tìm là người không bị bệnh với điều kiện là có hút thuốc, không bị bệnh, không bị bệnh với điều kiện là có hút thuốc, B là có hút thuốc, thì ta dùng, ta lại lấy cái công thức Bayes nhớ lại nhá, thì ta dùng cái công thức cái phần nào nào, cả B là cái phần này này, đấy, cái phần này ta chia cho BB là 6, đấy không? Tức là phần này chính là phần này ở dưới này nè, thì xoay con chuột đây nè và chia cho 0.31 là xong. Cái này thì ta đã có ở đây rồi, ráp vào công thức là 19/31. Thì các em thấy là đây là một cái công cụ nói lại thôi, nhưng mà mình vận dụng để mình sử dụng nhuần nhuyễn cái công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Yeah. Cái bài này là ta đã có trước đó, ta dùng công thức có điều kiện thôi. Đó. Ta lấy 0.19 ra chia 0.31 là nó ra ngay. Đây nè. Phải không nào? Thầy xoay đây nè. Thầy xoay con chuột đấy. Đấy. Nhưng mà đây ta nhìn lại như một góc độ khác đi một tí. Giờ ta sang một thí dụ khác nè. Thí dụ này khó hơn. Thí dụ này khó. Cái đề bài là như vậy. Có 2 chuồng thỏ, 2 chuồng. Chuồng 1 có 5 con thỏ đen và 10 thỏ trắng, chỉ có đen trắng thôi ha. Chuồng thứ 2 có 7 con thỏ đen và 3 con thỏ trắng. Như vậy là chuồng thứ 2 có 10, chuồng thứ nhất có tới 15 con. 5 con đen và 10 con trắng. Đấy. Bây giờ nè. Giờ bài toán là như vậy nè. Từ chuồng 2 ta bắt ngẫu nhiên một con thỏ cho vào chuồng thứ nhất. Từ chuồng 2 10 con, bắt ngẫu nhiên sang chuồng thứ nhất một con thỏ. Rồi sau đó bắt ngẫu nhiên một con thỏ từ chuồng thứ nhất ra. Thì thấy được con thỏ này là con thỏ trắng. Bây giờ hỏi nè, tính xác suất để con thỏ trắng này lúc đầu ở chuồng thứ nhất. Cái này nó hơi khó nha. Hình dung nhá, các em hình dung và các em ghi lại cái đề. Như vậy ta giải cái này cũng bằng công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes, nhưng mà ta sẽ chọn cái hệ đầy đủ như thế nào các em? Thì vẽ cái hình. Đúng không? Đây là chuồng thứ 2. Có 10 con đây, 7 đen 3 trắng và ở đây là 5 đen. Chuồng thứ nhất là 5 đen 10 trắng, 10 trắng và 5 đen. Bây giờ ta bắt ngẫu nhiên một con bỏ sang chuồng thứ nhất. Rồi từ cái chuồng thứ nhất này, vậy nó có mười mấy con rồi em? Có 16 con rồi. Có 16 con, bây giờ lấy ra một con từ cái chuồng thứ nhất này nè. Và thấy là cái con đó là con thỏ trắng. Bây giờ mình tính xác suất để con thỏ trắng này lúc đầu ở chuồng thứ, lúc đầu cũng là ở chuồng thứ nhất chứ không phải ở chuồng thứ hai này mình bắt sang. Đấy nhá. Vậy ta xem nào. Vậy là lần thứ nhất lấy ra một một con thỏ từ trường thứ hai đẩy sang đây. Đấy, thế thì cái công thức xác suất đầy đủ ở đây là thầy lấy từ trường thứ hai, vậy có 10 con, lấy được một thỏ trắng, lấy được một thỏ trắng là 3/10 và lấy được một thỏ đen là 7/10. Thế thì ta lại gợi ý cho ta đây chính là hệ đầy đủ, hệ đầy đủ, đồng ý không? Và ta sẽ tính toán trên cái nền hệ đầy đủ này, tính cái câu hỏi trên cái nền đầy đủ này. Và như vậy các em nhớ nha, ghi lại hết chưa? Thầy lập trang nào. Rồi, bây giờ thầy cũng tóm tắt mang cái hình đó sang bên này. Nhớ, như vậy là lấy một con thỏ từ bên này sang, có thể là lấy một thỏ trắng hoặc một thỏ đen, và như vậy là nền đầy đủ của ta chính là 3/10 và 7/10 đấy. Đó, giờ ta sang bên này, chuyển sang bên này một con, và thầy gọi B là biến cố lần thứ hai. Bắt đầu lần thứ hai, bắt một con thỏ từ chuồng thứ nhất ra thì được một con thỏ trắng. Đây là cả một cái biến cố B. Thầy sẽ tìm cái xác suất của B nhé. Vậy xác suất của B ta sử dụng công thức xác suất đầy đủ nào. Vậy là lần thứ nhất lấy ra được một thỏ trắng, lần thứ nhất lấy ra được một thỏ đen là một hệ đầy đủ, đúng không? Rồi ta tìm xác suất của cái biến cố B này. Xuyệt là xuyệt TT có nghĩa là thỏ trắng, tức là lần thứ nhất, với điều kiện là lần thứ nhất lấy ra được một con thỏ trắng. Ở đây cũng vậy, tìm biến cố B với điều kiện là lần thứ nhất từ trường 2 ta lấy được một con thỏ đen. Thế thì 3/10, 7/10 thì ta đã biết rồi. Bây giờ tìm mấy anh này, tại sao bằng 11/10, 16 nào? Ở đây trường thứ nhất của ta lúc đầu là có 15, thầy sang một con là có 16, thầy sang một con với điều kiện là lúc đầu ta thảy ra bắt thảy vào cái con thỏ trắng vào chuồng thứ nhất, thế thì ta có 16. Bây giờ thỏ trắng của ta 10 trắng cộng thêm một trắng thì là 11. Đây là cái BB xuyệt TT thỏ trắng thì là 11/16, đúng không nào các em? Còn cái này với điều kiện là lần thứ nhất ta bắt được con thỏ đen thảy vào chuồng thứ nhất thì mẫu số cũng là 16, nhưng tử số lúc này thảy vào một con thỏ đen thì đây là 6 đen, 5 + 1 là 6 đen, còn trắng nó cũng chỉ là 10. Vậy là ta ráp công thức này vào. Như vậy là để được cái xác suất mà cái biến cố B này chính là 103/106, tức là bắt ra từ lần thứ hai trường thứ nhất ra được một con thỏ trắng. Đấy. Bây giờ ta tiếp tục, phải gọi C là biến cố ở lần 2, bắt được một con thỏ từ chuồng thứ nhất ra được một con thỏ trắng của chuồng 1. Của chuồng 1. Giờ cái biến cố C này nó khác cái biến cố B này, là cái phần chữ xanh thì ghi ở đây của chuồng 1. Đấy. Thế thì ta tìm xác suất của biến cố C. Hai cái này thì vẫn giữ nguyên, vẫn là 3/10 và 7/10, nhưng cái này bắt đầu lại thay đổi rồi. C, biến cố C với điều kiện là lúc đầu lấy ra được một con thỏ trắng. Ở đây cũng vậy, đầu lấy ra được con thỏ đen. Thì cái này bằng 10/16. Vì sao vậy các em? Vì lấy ra đây được một con thỏ trắng thì ở đây là 16 con, nhưng mà vẫn có 10 con trắng thôi, 10 con trắng, cho nên là phải không nào? 10/16. Đấy. Đó. Và nhớ là của chuồng thứ nhất. Ở đây ta nhớ là của chuồng thứ nhất. Mặc dù ta lấy ở đây một con thỏ trắng từ bên này nè, một con thỏ trắng ta lấy ở bên này, nhưng là cái biến cố C là của chuồng thứ nhất, cho nên ở đây vẫn là 10 thôi, không thể nào là 11. 11 thì nó của câu trên, Câu trên thì nó không có cái chuồng thứ nhất, cho nên ở đây á, nhớ là có chuồng thứ nhất, cho nên là chỉ có 10 thôi, không có 11, không có 11 như trên này. Ở đây là cái biến cố C của ta thêm vào là cái đó là của chuồng thứ nhất, tức là của ban đầu, của chuồng ban đầu, thấy vào là gì cả, nhưng mà đó là con thỏ của chuồng thứ nhất, cho nên ở đây vẫn là 10. Đấy. Rồi thấy vào một con thỏ đen, nhưng cái này vẫn là 10/16, không đổi, tại vì của chuồng thứ nhất mà. Của chuồng thứ nhất, cho nên ở đây vẫn là 10/16, tức là thấy vào một con thỏ đen hay một con thỏ trắng từ chuồng thứ hai vào đây thì cái xác suất này ở đây vẫn là 10/16, hai này không đổi mà ta nhân nhau thì ta được cái này 100 chia cho 160. Và cuối cùng thì ta dùng cái công thức xác suất có điều kiện. Đây, xác suất có điều kiện tức là xác suất của biến cố C với điều kiện là biến cố B đã xảy ra, tức là nhớ là C là của chuồng thứ nhất với điều kiện là đã biến cố B đã xảy ra, là lần bắt được con thỏ từ chuồng thứ nhất ra thì con chọn thỏ này là con thỏ trắng, và ta dùng cái công thức C giao B chia cho BB. BB ta đã biết rồi, BB ta đã biết. Ở đây á, có một điều là tại sao cái tử số ở bên này nó lại bằng BC, tại sao lại bằng BC? Tại giao với hai cái này lại thì đây chính là bằng BC thôi. Tại vì BC nó, các em thấy nè, cái phần chữ đen ở đây hoàn toàn giống nhau, còn C nó chỉ thêm vô cái phần chữ xanh này thôi, cho nên giao của nó lại, giao của cái này lại thì nó vẫn phải bằng BC, phải không? Nó phải bằng BC của chuồng thứ nhất, của chuồng thứ nhất. Còn cái này nó không phân biệt chuồng thứ nhất hay là chuồng thứ hai. Đấy. Cái này nó giao lại cho nên C này nó nhỏ hơn, nó giao lại thì chính là BC giao B thì bằng BC. Và hai cái tỷ số này ta chia cho nhau thì cuối cùng đáp số là bằng 100/103. Đấy, các em thấy là cái bài này nó hơi khó. Người ta phải dùng hai cái hệ xác suất đầy đủ và sau đó ta dùng cái công thức xác suất có điều kiện trong trường hợp này. Bài này là bài khó, bài này là bài các em phải tư duy hơn. Bây giờ ta sang một ví dụ dễ chịu hơn một tí, nhưng mà đây là những cái đề bài nó mang cái tính chất vừa là mô phỏng những cái điều kiện về bài toán kinh tế, vừa là những cái bài toán trên mặt lý thuyết, về toán thôi, phải không? Thì giờ ta xét thêm một ví dụ nữa. Có 4 nhóm xạ thủ tập bắn, 4 nhóm. Nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ hai có 7 người, và nhóm thứ ba có 4 người, nhóm thứ tư có 2 người. Giờ các em phải ghi lại nhé, ghi lại nhanh, ghi tóm lại. Bây giờ xác suất bắn trúng đích của một người trong nhóm thứ nhất, thứ hai, thứ ba, thứ tư lần lượt là 0,8, 0,7, 0,6 và 0,5. Ở đây mình hiểu xác suất này, hiểu là cái gì? Tức là nhóm thứ nhất này bắn 10 lần thì có 8 lần trúng, xác suất bắn trúng thì người ta ghi là như vậy, là em hiểu. Hoặc là trong 100 lần thì trúng 80 lần. Rồi bây giờ nè, ta chọn ngẫu nhiên một xạ thủ không biết của nhóm nào, và xạ thủ này ta biết là bắn trượt. Chọn ngẫu nhiên một xạ thủ và biết xạ thủ này là bắn trượt. Bây giờ câu hỏi, hãy xác định xem xạ thủ này có khả năng trong nhóm nào nhiều nhất. Nhóm nào nhiều nhất? Thì ở đây tóm lại nhá các em nhé. Rồi ở đây thầy lập trang nè. Ở đây như vậy sẽ lấy ra một người trong bốn nhóm, mà bốn nhóm cộng lại là 18 người, 18 xạ thủ. Trong nhóm thứ nhất có 5 người, nhóm thứ hai có 7 người, nhóm thứ ba có 4 người và nhóm thứ tư có 2 người. Như vậy là cái nhóm 4 nhóm, mà như vậy là xác suất của 4 nhóm lấy ngẫu nhiên ra một người thì đây là xác suất, hãy đầy đủ đây, cộng lại bằng 1. Mà bên này thầy tóm lại là đây là xác suất bắn trúng của nhóm thứ nhất, nhóm thứ hai, nhóm thứ ba, nhóm thứ tư. Đây là hệ đầy đủ. Và như vậy ta sẽ dùng công thức xác suất đầy đủ trong lĩnh vực này, thấy không? Đây là hệ đầy đủ và thầy sẽ gọi B là biến cố xạ thủ này bắn trượt. Tại người ta hỏi bắn trượt mà. Cái đề bài là người ta nói về trượt thì thầy gọi nó là trượt luôn. Chứ mà nếu mà nói trúng, đề bài người ta hỏi cái gì về trúng thì mình sẽ gọi cái biến cố đó thuộc về đối tượng trúng. Nhưng mà đây là mình bắn, câu hỏi là đề tài là hỏi cái xạ thủ bắn trượt này thuộc về nhóm nào nhất. Giả sử ha, đây là bắn trượt, xạ thủ này bắn trượt thì thuộc về nhóm nào đó. Thì các em biết là đây phải dùng công thức Bayes, mà công thức Bayes thì trước tiên ta phải sử dụng tính ra được công thức xác suất đầy đủ. Như vậy là biến cố xạ thủ này bắn trượt trên cái hệ đầy đủ này chính là ta dùng công thức xác suất đầy đủ đơn giản. Và như vậy đây BH1, BH2, BH3, BH4 ta đã biết, giờ ta còn tìm xác suất để này bắn trượt với điều kiện là ở nhóm 1, trượt với điều kiện ở nhóm 2, trượt với điều kiện nhóm 3, trượt với điều kiện nhóm 4, vân vân nhá. Đấy thì ta ráp vào trượt của nhóm 1 thì bằng cái này, trượt cái này là xác suất trúng nhé. Đây là đề bài cho trúng, còn giờ trượt thì ta phải lấy biến cố đối lập, tức là xác suất trượt của nhóm thứ nhất là mấy? 0.2, 0.3, 0.4 và 0.5. Ta ráp vào đây thôi. Vậy là 0.2 nè, 0.3 nè, 0.4 và 0.5. Phải trừ đi chứ. Lấy 1 trừ cho xác suất trúng thì ra xác suất trượt. Đấy. Và ta thấy cái gì? Ở đây tại vì cái đề bài người ta là cái câu hỏi cụ thể là cái này trượt thuộc về nhóm nào nhiều nhất. Xạ thủ này là trượt này, nhưng mà thuộc về nhóm nào nhiều nhất thì ta không cần phải tính ra kết quả. Ta sẽ thấy là 4 thành phần này cộng lại với nhau thì mình thấy thành phần nào mà nhiều nhất thì chính là của cái nhóm đó, đúng không? Trượt nhiều nhất mình thấy là 5/18 nhân 0.2, 7/18 nhân 0.3. Thì mình cứ nhân tử số thì mẫu số giống nhau hết rồi. Giờ nhân tử này nhân nhau thì là 5 nhân với 10 đây là 1. Này là 7 nhân với 0.3 là 2.1. Chắc nhiều nhất rồi. Này là 16, này là 10. Như vậy đây thuộc về nhóm thứ 2. Cho nên công thức Bayes của nó ta lấy cái này ta chia cho cái tổng cuối cùng thì ta thấy là xác suất này nhiều nhất. Thì cái thành phần này ta thấy nhiều ta phán luôn. Vậy xạ thủ này bắn trượt ở nhóm thứ 2 là khả năng nhiều nhất, đúng không nào các em? Ở đây người ta hỏi về Bayes cho nên mình không cần phải tính kết quả, mình tính nhanh mình thấy là anh này nhiều nhất mình kết luận luôn, đúng không nào? Các em hiểu về này chứ? Đấy thì đây là bài cũng đơn giản không khó lắm không? Ta đến một ví dụ tiếp tục, ví dụ 9. Bây giờ đề bài cũng giống như cái đề bài trước về ống thuốc đó mà. Bây giờ như vậy có 8 ống thuốc, trong đó có 3 ống loại 1. Có 8 ống thuốc, trong đó có 3 ống loại 1, 2 ống loại 2 và 1 ống loại 3, như vậy có 3 loại. Ống loại 1 có 3 ống, ống loại 1 chứa 6 viên thuốc cảm và 4 viên ho. Có 3 loại. Thì ống loại 1 á, loại ống thứ nhất á chứa 6 viên thuốc cảm và 4 viên thuốc ho. Ống loại 2 chứa 4 viên thuốc cảm và 6 viên thuốc ho. Ống loại 3 chứa 5 viên thuốc cảm và 5 viên thuốc ho. Bây giờ lấy ngẫu nhiên một ống, có 3 ống mà, và lấy ngẫu nhiên, nhớ là ống và viên nhé, ống thì nó chứa các viên thuốc rồi. Lấy ngẫu nhiên một ống ra, và sau đó từ cái ống đó ta lấy ngẫu nhiên 2 viên thuốc trong ống đó ra. Thế giờ người ta hỏi là câu A, tính xác suất để 2 viên lấy ra là 2 viên thuốc cảm. Câu B, biết rằng 2 viên lấy ra là 2 viên thuốc cảm, tính xác suất ống lấy ra là ống loại 2, 2 viên thuốc cảm, 2 viên thuốc cảm lấy ra từ cái ống loại 2 là xác suất bằng bao nhiêu? Đấy. Các em tóm lại đề nhá, tóm lại đề thầy Lập Trang để giải tiếp nào. Như vậy đây thì tóm tắt đây, 3 ống loại 1, có 3 ống loại 1 trong đó có 6 cảm 4 ho, 4 ống loại 2 trong đó có 4 cảm 6 ho, và chỉ có 1 ống loại 3 là 5 cảm 5 ho. Đấy, bây giờ thầy sẽ gọi AI, Y là từ 1 cho đến 3 là biến cố, ống thuốc lần lượt lấy ra là 1, 2 hay là 3. Thế thì các em tính xác suất đầy đủ ở đây là bằng bao nhiêu? BA1 bằng bao nhiêu, BA2 bằng bao nhiêu và BA3 bằng bao nhiêu các em nào? Dễ dàng phải không? Tại vì ở đây ta có đây 3, 3, 1, 4, 2 và 1, 3. Thế thì xác suất đầy đủ của nó chính là có 8 cái ống, 8 ống thuốc, 3 cộng 4 cộng 1 là 8. Bây giờ cộng 3 ống loại 1 thì 3/8, 4 ống loại 2 thì là 4/8 và 1 ống loại 3 thì là 1/8. Ở đây chính là hệ đầy đủ. Trên cái nền đầy đủ này ta sẽ tính những câu hỏi của bài toán nhé. Thế thì câu hỏi bài toán đặt ra như thế nào thì mình lấy cái đó chính là cái biến cố cần tìm. Người ta hỏi là biến cố để lấy ra 2 viên thuốc cảm sau cùng ấy, là bằng bao nhiêu thì mình gọi ngay biến cố để 2 viên lấy ra là 2 viên thuốc cảm, mình gọi là B là một biến cố nhé. Thế giờ ta tìm BB, tức là xác suất của B. Xác suất B thì công thức xác suất đầy đủ rồi. BA1, BA2, BA3 mình đã biết, giờ chỉ còn tìm lại 3 cái này thôi. 3 cái này 2 viên thuốc cảm với điều kiện là lấy ra từ hộp 1, 2 viên thuốc cảm với điều kiện lấy ra từ hộp 2, 2 viên thuốc cảm với điều kiện lấy ra từ hộp 3. Như vậy là ta dùng một lần nữa, ta dùng các công thức. Các công thức này ta đã biết rồi phải không? Hộp 1 nào, với điều kiện lấy ra từ hộp 1, với điều kiện tức là đây lấy ra từ hộp 1 được 2 viên thuốc cảm nhá. Hộp 1 thì ta biết là đây, hộp 1 là có 10 viên, hộp 1 là có 10 viên. Trong đó ta lấy 2 cho nên là mẫu số chính là C12. Còn ở đây để được 2 viên thuốc cảm, cảm ở đây là có 6, ta lấy 2 viên tức là lấy C62. Còn không có ho thì đây là C40. Thì để vô đây để nó áp dụng đúng cái công thức thôi, chứ thực ra là cái này không cần để cũng được, nhưng mà để dùng cái công thức này cho các em quen dần, ta sử dụng công thức này rất nhiều. Như vậy ở đây thực ra là đây là 1 thôi, phải không? Để vô cho nó đầy đủ. Tương tự ở đây, tức là 2 viên thuốc cảm với điều kiện là lấy ra từ cái hộp 2, mà hộp 2 các em biết là có bao nhiêu viên, cũng 10 viên, tất cả đều 10 viên hết, đúng không? Thì mẫu số cũng là C12, nhưng tử số thì ta biết là lấy ra 2 viên thuốc cảm trong 4 viên thì là C42 và đây là C60. C60 có nghĩa là ho ta không lấy đúng viên nào, thì đây cũng giống như bên này, cũng là 1 thôi. 1 thì để vào cho đầy đủ. Bên này cũng tương tự như vậy. Đây là có 10 viên, lấy ra 2 viên thuốc cảm, 2 viên. Đây 2 viên thuốc cảm là C52. Mẫu giống nhau. Cái này là C50 thì đây là 5 ho đó. Đấy. Và ta tính ráp công thức vào, bấm máy nhá. Bấm máy. Và Cái câu hỏi của ta là cái phần B đó là ở hộp thứ hai là bằng bao nhiêu. Giả sử là lấy ra được 2 viên thuốc cảm, nhưng ở hộp 2 tính xác suất để lấy ra từ hộp 2, 2 viên thuốc cảm đó lấy ra từ hộp 2 là bằng bao nhiêu, thì ta lại dùng công thức Bayes, đúng không? Giả sử như vậy ta dùng công thức Bayes ở hộp 2, ta nhớ thành phần này, thành phần này ta chia cho BB là xong. Thành phần này chính là ở đây, đây thành phần này chính là này, đúng không? Thầy đang xoay chuột đây, ta chia cho BB. Và đây thầy chỉ gợi lại công thức thôi, mấy em phải tự bấm máy để ra kết quả. Phần bấm máy thì các em có thể dùng nhiều loại máy, máy tính bỏ túi nhé, máy tính bỏ túi để bấm máy. Nhưng bắt đầu từ những chương sau á, thì chỉ có một số máy mới bấm được, tức là Casio 570ms hoặc là Vinaca 570ms thì mới bấm được. Còn mấy cái loại khác thì ta bấm cũng được nhưng mà hơi vất vả. Máy tính hiện nay cũng rất rẻ, các em nên mua, nhất là học đại học phải có một cái máy tính bỏ túi. Còn không phải ai cũng có laptop, laptop thì thực ra giờ nó cũng rẻ, thì nếu mà các em mua được thì tốt, còn không thì sử dụng máy tính để bàn ở nhà. Phần tính toán thì mấy em phải tự tính toán, thầy chỉ ghi lại công thức và mấy em phải cố gắng để tính toán nhé. Như vậy là ta đã giải quyết xong cái bài toán này. Bài toán câu B chẳng qua là công thức Bayes thôi nhé, công thức Bayes. Ta xét thêm một ví dụ nữa. Ở phần này là thầy muốn giới thiệu rất nhiều về những cái dạng toán về công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Trong số bệnh nhân mà điều trị ở một bệnh viện, điều trị thì có 50% là điều trị bệnh A, 50% là điều trị bệnh A, có 30% điều trị bệnh B, có 20% điều trị bệnh C. Vậy ta thấy ở đây gợi cho ta cái gì? Mới đọc đến đây các em thấy là cái gì nào? Các em thấy cái gì? Hệ đầy đủ ở đây có rồi đây nè, 50%, 30%, 20% cộng lại là 100%, và như vậy là chính là hệ đầy đủ. Chính là hệ đầy đủ, đúng không? Đến đây các em thấy ngay là có hệ đầy đủ cho ta rồi đấy. Bây giờ cái bài cho thêm là xác suất để chữa khỏi bệnh là các bệnh. Xác suất để chữa khỏi bệnh A, bệnh B, bệnh C đó trong bệnh viện này tương ứng là 0,7, 0,8 và 0,9. Thì các em biết là như cái ý nghĩa của cái này là 0,7 là gì? Có nghĩa là chữa bệnh thì đâu phải lúc nào cũng chữa khỏi đâu, phải không? Chữa bệnh thì không phải lúc nào cũng chữa khỏi. Tuy cái bệnh đó, tuy là cùng liều thuốc như vậy, cùng loại thuốc, cùng liều lượng uống hàng ngày, cùng uống cái bệnh đó thì người này khỏi trước, người kia khỏi sau, hoặc là không khỏi luôn. Có những bệnh không khỏi, tức là tùy vào những cái cơ địa của từng người. Các em biết là trong trị bệnh là một cái hệ mà thực nghiệm, người ta cũng phải đi đo liên tục, đúng không? Trong ngành y tế là người ta đi đo và bằng thống kê rất nhiều, người ta biết là cái thuốc này trị bệnh nào tốt và trị khoảng chừng bao nhiêu phần trăm là khỏi đấy. Và cái phần lý thuyết về xác suất thống kê sẽ ứng dụng rất nhiều vào cái môi trường mà y khoa, giáo dục, hay nói chung y tế, giáo dục, thậm chí tất tần tật của những cái hiện tượng của xã hội thường là phải đi đo để mà lấy những cái số liệu thống kê và dùng những cái công thức về xác suất thống kê để đưa ra một cái bảng dữ liệu, một số liệu nó có hồn, phải không? Ta đi đo về ta phải phân tích bằng những cái công cụ về xác suất và thống kê. Phần thống kê ta sẽ học sau, còn ở đây ta đụng với những cái công thức về xác suất. Các em biết là xác suất thống kê nó cũng rất là rất là có ứng dụng rất nhiều. Tất cả những thí dụ trước đây thầy ra đó cũng toàn là những cái đề bài ứng dụng, sản xuất, thống kê là ứng dụng. Thì cái ví dụ 10 này nè là một lĩnh vực của y tế mà thường người ta cũng ưa sử dụng, tức là cùng một liều lượng, cùng thuốc như vậy, với bệnh nhân này thì khỏi, bệnh nhân khác khỏi lâu hơn, thậm chí là không khỏi. Cho nên là trong bệnh viện, tức là xác suất chữa khỏi bệnh các bệnh ABC trong bệnh viện này tương ứng là 0,7, có nghĩa là chữa khoảng 100 người thì có 70 người là khỏi, còn 30 người không khỏi. Không khỏi có nghĩa là theo một cái nghĩa mình gọi là không khỏi, không khỏi bệnh hết, không có lành bệnh hẳn, ví dụ vậy. Bệnh C, bệnh B là 0,8 và bệnh C là 0,9, có nghĩa là chữa cao nhất, tức là khỏi, tức là 100 người có 90 người chỉ khỏi bệnh C. Bây giờ hãy tính tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số bệnh nhân đã chữa khỏi bệnh, tức là bệnh A giờ mình liệt kê tất cả những người ở bệnh A chữa khỏi, thì số tức là tìm tỷ lệ bệnh nhân được chữa khỏi bệnh A trong tổng số những người bị tổng số những người mà chữa bệnh khỏi đó, thì là bệnh A là bằng bao nhiêu. Thầy tóm như vậy, thầy tóm lại cái bài là như vậy. Có 50% bệnh A nhưng mà chữa khỏi là có 0,7, 30% bệnh B chữa khỏi là 0,8, 20% bệnh C chữa khỏi là 0,9. Thế thì ở đây thầy nói lại, đây là hệ xác suất đầy đủ, và đây là ta dựa vào cái nền xác suất đầy đủ này để ta tìm cái câu hỏi, tìm ra được cái đáp số của câu hỏi này. Như vậy là đây chính là hệ xác suất đầy đủ 5/10, 3/10 và 2/10. Đấy, 50%, 30% và 20% nhé. Thì đơn giản đi cho nó đơn giản. Và như vậy thì cái thầy gọi là K là bệnh nhân, là biến cố bệnh nhân được chữa khỏi, thì công thức xác suất đầy đủ của ta là công thức này, và ta thấy là như vậy BA, BB, BC ở trên. Còn B, K tức là khỏi mà, chứ khỏi thì gọi tắt là K cho nó dễ. Khỏi với điều kiện là nhóm bệnh A, khỏi với điều kiện nhóm bệnh B, khỏi với điều kiện nhóm bệnh C. Thì cái này người ta đã cho rồi, 0,7 nè, 0,8, 0,9 đây. Người ta ráp vào đây, như vậy là cái biến cố mà bệnh nhân chữa khỏi bệnh chính là ráp vào là 0,77. Và như vậy thì công thức Bayes của ta chính là cái công thức nào? Bệnh A, tức là cái phần này đây. Ta đang muốn về đối tượng bệnh A thì ta lấy phần này, ta chia cho 0,77 là ra, đúng không các em? Đấy, thì công thức này các em về nhà tính thôi, tức là nó bằng 0,5 nhân 0,7 chia cho 0,77 thì sẽ ra, đúng không? Và đây là cái bài cuối cùng về công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes. Tất nhiên nó còn nhiều cái bài khác, nhưng mà những cái dạng bài về công thức này là thầy cũng tương đối nêu ra một cách có hệ thống và tương đối là đầy đủ. Ở phần các em thì thầy mong các em xem lại phần này nhiều nhất, tức là cái phần công thức xác suất đầy đủ và công thức Bayes trong cái chương 1. Đấy, để các em nắm, để bắt đầu ta lần sau ta sẽ chuyển sang cái chương 2. Chương 2 thì nó đụng độ đến những cái vấn đề về toán phức tạp, nhưng nó cũng dựa vào công thức xác suất đầy đủ rất nhiều, và nó đụng đến những cái phần toán thì thầy mong là các em phải ôn tập những cái phần về toán, về hàm một biến, nhiều biến, đấy, và đại số tuyến tính trước khi học sang chương 2, chương 3, chương 4. Bắt đầu cái mức độ phức tạp nó càng ngày nó càng tăng. Thì mong các em ôn tập để kỳ sau chúng ta tiếp tục gặp nhau. Thân ái chào các em.